ta sẽ copy paste vào đây. Chúng ta sẽ nhấn lưu này, Ctrl S này. Đấy các bạn thấy sẽ tự động load lại luôn này. Hai cái 12 này. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học học Angular trên trang chủ bài số 9. Bài này thì chúng ta sẽ thêm phần observable data, tức là sẽ làm cho app chúng ta thành app thời gian thực. Khi mà có sự thay đổi data thì chúng ta không cần phải nhấn refresh, dữ liệu tự đồng bộ cho chúng ta ở trên màn hình luôn. Ok, để làm observable data thì chúng ta sẽ vào phần observable data của bài service. Ở phần đầu thì trang chủ nói với chúng ta là hero của chúng ta đang lấy ra theo kiểu này, đây là kiểu bình thường trong hero.com.js này. Đây, đang lấy ra kiểu như thế này. Còn bây giờ để thay đổi theo kiểu thời gian thực thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ truy cập vào file service.ts của Hero. Ta thêm thư viện rxz vào. Đây là một thư viện cũng khá là phổ biến ở trong Angular cũng như là các framework JS khác, các bạn có thể tham khảo ở đây. Tôi sẽ để đường dẫn ở trong phần mô tả, các bạn có thể xem nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ sửa hàm getHero ở đây. Như vậy cơ bản là đã xong rồi. Chúng ta sẽ thay đổi phần hero.com.js nữa. Chúng ta sẽ thay phần getHero cũ bằng getHero mới. Ok, như vậy là hero của chúng ta đã thời gian thực rồi, nên khi nào mà có sự thay đổi thì ra ra luôn. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây là danh sách getHero. Chúng ta sẽ đi vào trang, vào file chứa hero của chúng ta, là list hero của chúng ta. Chúng ta sẽ copy paste vào đây. Chúng ta sẽ nhấn lưu này, Ctrl S này. Đấy các bạn thấy sẽ tự động load lại luôn này. Hai cái 12 này. Chúng ta sẽ sửa chỉnh sửa quá nhanh ở đây. Lưu lại. Hệ thống cũng tự động update cho chúng ta luôn. Chúng ta sẽ thử xóa đi. Để ông update lại luôn. Như vậy là thêm sửa xóa gì ở file dữ liệu thì giao diện của chúng ta cũng cập nhật luôn. Đó gọi là observable data, dữ liệu thời gian thực. Thực ra thì cái hàm cũ của chúng ta cũng sẽ observable data luôn. Tôi sẽ cancel z lại hết code này để cho các bạn thấy. Như vậy là tôi đã loại bỏ code cũ rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem thử ở đây xem có chuyện gì xảy ra không. Đầu tiên tôi sẽ truy cập lại vào file và vào trang web của chúng ta. Tôi sẽ paste một dòng mới vào đây. Các bạn có thể thấy là dữ liệu của chúng ta cũng được đồng bộ ngay lập tức luôn. Tại sao chúng ta phải dùng cái hàm mới này, observable data này, subscribe này? Tại vì bởi vì ấy, file của chúng ta đang nằm ở trong project luôn, trong cùng một máy luôn, nên là chúng ta dùng hàm cũ thì nó cũng tự động cập nhật cho chúng ta. Nhưng mà thường thì trên thực tế ấy, thì file dữ liệu của chúng ta sẽ nằm ở một server, một máy khác, và chúng ta phải truy cập vào máy đấy để lấy dữ liệu ra. Thì nếu chúng ta dùng hàm cũ như thế này thì sẽ không lấy được đâu, sẽ không đồng bộ cho chúng ta đâu, mà chúng ta phải dùng observable data.
bạn hãy cứ nhớ sử dụng cái hàm này nhé, cho nó chuẩn chỉ. Tôi sẽ để lại. Ok, vậy là chúng ta đã để lại nhiều cũ rồi. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học học Angular trên trang chủ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.